Xin chào chủ nhiệm Quê Lúa, chào anh Hách Nguyễn. Mình Hùng sẽ thể hiện bài đầu tiên là Đường Trường Trong Rừng Lời Cổ ạ. Cô bay ở mãi trong rừng, chim kêu vượn hót, nửa mừng nửa cô bay ơi sao cô ơi mãi ấy mây trong ơi rừng này cô nghĩ bay ở ơi mãi chạy thời gió đánh xa
dậu mà con đi trèo xin hát tiếp bài hát treo lời cổ là Đường Trường Tứ Đàn. Đàn thông phách suối vàng lưng ca kệ ấy mấy chim ý dân chim rừng nghe kinh khéo này này tình tình cùng chữ cái cùng đàn ai ai khéo nghĩ này nay tình tình chữ một bài đàn cái con ca lớn nó mới tựa nghi gành mà nó nghe chữ sông bên lưng y lời tình con ca chữ xó lè ơi lừng thời sóng bên lừng lờ tình con cá nó lội chữ xó lè tình con cá sống bên lừng lờ tình con cá nghe nó nghe lội chữ so lè chữ kình nghe ngư cái con cá lớn nó mới lại đẻ mà cá con chữ sống bên thì kỳ tình con cá chốn vũ môn ơi thì thời sống bên này.
kỳ. Tình con cái nó nghe vượt trốn vô nghỉ môn ni. Tình con cá nó vượt trốn vũ môn đi. Ơi thì thời sống bên thì kỳ. Tình con cá nó vượt trốn vũ môn cái con chim. Hôn tha môi về tỏ nó mới mớm à con ở trên cành. Chứ con chim phượng hoàng này tin ơi tức hỏi thăm oanh ơi phượng thời con chim phượng hoàng này tin ơi tức hỏi thăm oanh. Vâng, cảm ơn Lý Xuân này, chủ nhiệm quê lúa, anh Lê Ngọc Quang, anh Lý Xuân, anh Hách Nguyễn, xin chào cả nhà mình, Hồng Luyến, Hoan Giang, vâng, Nghiêm Thị Bắc, quê lúa, và xin trân trọng mến chào cả nhà thân yêu ạ. Trương Mỹ Thúy này. Sông Vị Thủy, trưa nay con cá nó vùng này mà vùng vậy. Tôi hỏi ngư ông rằng cớ sao chúc nghĩ trượng nghĩ cạn nghĩ sâu nghĩ. Vòng ơi chứ ngồi thời ngồi câu chôn thạch bàn đi. Thời nay nghe vắng tai thời chứ tôi thấy vòng nghe tiếng nghe đàn này tai nghe 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 tiếng hát thời cô nàng mình nhảy đắm mê chung anh say dẫu mà nay thương nghe nhớ nghe ai chứ thương nhớ nghe mãi thế này tương đắc tương dục nào có biết chi âm ở nơi đâu mà tìm đi. Mời cả nhà uống nước ạ. Sa lịch tranh bạc trả về thoại. Bạc nó trả vừa thôi nghĩ ơi nghĩ ai đem lạng nghĩ vàng xanh với nghĩ bạc trả vừa nghĩ thôi chứ để tình cho nước nó chảy ơi
trôi, cánh bông hoa trôi nhớ nhàng. Tôi nhắn đi tin đi sang cớ sao mà người chả thấy sáng. Chà nghỉ mà thấy sang nghỉ, ơi nhắn đi tin đi sang cớ sao mà người chả thấy sang. Chữ hẹn tình nghỉ ba bốn năm hẹn đi, ơi ơi à mà để lòng càng tấm lòng càng xót xa. Ơi nỗi đoạn đi trường chàng ơi, thiết tôi phải lo nghĩ xa. Thiếp phải nghĩ mà lo xa, ơi nỗi đoạn đi trường cho nên thiếp mới phải nghĩ lo xa. Chứ gió thời thu mà hiu hắt đi, ơi ơi mà để sương xa chạc sương xa lạnh lùng. Ơi chiếc chắn đi đơn chàng ơi, nghỉ gối nghỉ chiếc để lạnh lùng. Gối chiếc lạnh lùng ơi, chiếc chắn đi đơn chàng ơi, chiếc để lạnh lùng. Chữ đôi ba hàng châu lệ, ơi ơi mà để khăn hồng, chiếc khăn hồng chưa chan đi. Ơi gặp tầm chàng đi đây chàng ơi, thiếp mi tới thở phải thở than. Chứ dưới thời khe con cá lặn đi, ơi ơi mà để trên ngàn chữ trên ngàn thông gieo đi. Ơi bữa cơm mi ăn chàng ơi, thật đi theo thích đi. Đôi ta duyên phận phải chiều, tơ hồng vẫn vít chỉ điều xê xăm. Cầm tay giao mặt dặn rằng, chỉ thề nước biếc đạo hằng chớ quên.
duyên phận ý ta phải chiều này ai ơi đôi thời đôi nghi lứa ta thời này duyên ý ơi phận đôi ta thời duyên ý phận ta phải chiều ý giấy nghi tờ nghi hồng nghi thời theo nghi xe mà vẫn viết nghi ấy nghi mây sợi chỉ đều theo nghi theo xe sẵn ơi chứ ai ơi cầm thời cầm lấy tay ngày giao nghi ơi nghi mặt cầm tay thời giao nghi mặt ta dặn nghi rằng nghi ấy nghi mây đạo ôi nghi đạo hằng xin ni ai chớ quên ơi chứ ai ơi ta thời ta rủ nhau thời này lên ni ơi miếu rủ nhau cùng lên ni miếu ta xuống cảm ơn cả nhà rất nhiều đã vào cổ vũ cho chương trình hôm nay ạ. Vâng, hát gửi đến cả nhà bài Quân Tử Vô Dịch hát với Thu Hòa. Mời cả nhà uống nước. Châu Long nàng ơi, tạm biệt nàng, ta có vật này trao tặng. Đây là tấm gương tư mã của từ thân, để ngày ngày nàng vẫn tóc soi gương, tưởng như ta vẫn soi chung với nàng. Thiếp xin giữ lòng thiếp như tấm gương này sang mãi không mờ chút. Em ơi, chấp kinh em phải biết tòng ý quyền ý. Oh.
anh đây thương bạn sẽ chia nó đói nghe em bước chân đi chớ nghe ngại cắt đi lầm mì đừng than khóc ruột tâm anh nghĩ thêm mi dối sầu tình ngàn ni nổi chia đôi lối anh đành lòng sao chẳng đoái đến bạn tiếp theo xong ba cùng thu à vâng ạ tiếp theo là Sa Lệ Trinh Sa Lệ Trinh vừa hát rồi sao con trai đâu mà chiều tà lỡ chuyến sang ngang câu thơ đáng giá ngàn vàng cũng nên kìa nàng để ý nhìn xem ông trai đầu bạc ghé thuyền ái ân tóc cụ bạc như cước da cụ đỏ như bồ quân hôm nay mới thực cõi trần gặp tiên lạc trốn đào nguyên đi ơi
xe dày ơi cũng nghi nhớ ơn chữ tay thời ông nghĩ nguyệt khéo xe dày khéo lạ đưa cô nàng đến đi ơi ơi à mà để chốn này đến chốn này với ta ơi thuyền nì thuyền nì ai thuyền ai thời đã ghé bên nì bờ tình này đã còn đương chân thôi tình dẫu mà tình ơi ơi ý nay chân ơi thù liêu nghĩ đồn chân nơi thổ liêu đồn ngày nghỉ thời canh điểm tối dọn vào việc quan ni à anh chém thời cây che mắt còn đương ngã gội tình dẫu mà tình ơi ơi ý nay ngã gối trên ngàn nay ngã nàn cùng ai à anh phản nàn nay những chúc cùng ngày mai có cái cây măng nữa có cái cây ngô đông à anh xót thời xót ni xa lạ như muối đổi tình dẫu mà tình cách cách
cách này nó ngắn ngắn này nó dài như nó liền hết lượt rồi cắt nhé. Một làn điệu hát cách trèo cổ đấy ạ. Nay còn được nghỉ tiên ni chàng tử nghỉ ơi thức nghỉ gặp được tiên ni chữ người tiên là tiên vân viết chữ đã nghỉ thời kết duyên khách coi trần ơi là ngắm mi ngắm xuân ý, xanh bây giờ thời xanh nghi được có mấy ngày lần các bạn rất cảm ơn cả nhà bài nữa trường thu không. Ông cháu chuẩn bị nha. Xin hát tiếp bài lời cổ đường Trường Thu Công ạ. Mời cả nhà uống nước. Nhà lai vô sự bất thông dung thủy giác đông song nhật di hồng vạn vật tĩnh quan giai tự đắc nghi tư thời giai hưng nghi dư nhân ni đồng bóng ơi đã thu nghi không nghi ông nghi nguyệt nỉ lặn ông nghi nguyệt nỉ lặn thời tiếng trống đã thu nghi không nghi nay hiu hiu nghĩ có nghĩ một nghĩ cơn nghĩ gió nghĩ mát nghĩ gió thổi non nghĩ bồng non nghĩ bồng nghĩ lắng nghĩ lắng nghĩ à nghĩ
nay nghe phong liễu nghe giáng người thao kiệt ơi cảm ơn cả nhà rất nhiều ạ. Vâng ạ, phần giao lưu của Mạnh Hùng đến đây sẽ chuyển giao tiếp cho Duy Luyện, sẽ gửi đến ban chủ nhiệm câu lạc bộ cũng như toàn thể anh chị em cổ vũ hôm nay. Chương trình Duy Luyện sẽ có cái trình trước đường live stream hôm nay ạ. Xin chúc mọi người vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại. Chào đại gia đình, chào tất cả các cô bác anh chị và các bạn hôm nay đã ở đây để cổ vũ cho chú Đỗ Mạnh Hùng cũng như là Duy Luyện trong buổi live stream trên câu lạc bộ Quê Lúa. Xin cảm ơn cả nhà mình rất nhiều, và từ đầu đến giờ thì cả nhà mình được nghe rất nhiều bài hát, rất nhiều những làn điệu chèo cổ chú Hùng thể hiện rất hay, đúng không ạ? Và sau đây thì lát nữa thì Duy Luyện sẽ hát văn tặng cả nhà nhé, theo như yêu cầu của chú Hách là phó chủ nhiệm sẽ hát văn để tặng cả nhà. Đây, hôm nay Duy Luyện tập bài này thì sẽ để hát tặng cả nhà mình nha. Mới tập bài này để chuẩn bị thu thanh. Đó. Cả nhà biết bài gì? Cả nhà ơi, cả nhà ơi, vỗ tay thả tim nhá. Rồi, sau đây xin hát tặng cả nhà bài hát Mùa Xuân Ta Ngỏ Lời Thương cùng với lại Thu Hòa, một sáng tác của Sĩ Sang. Nhà có bé không? Em có nghe mùa xuân đang tới, lộc biếc xanh trời, cây lá xinh xôi, chim trên cành ríu rít chung đôi, cùng hòa điệu khúc thơ tình lời thương đã ngỏ. Nhớ không anh lời trao nhau còn đó, em thẹn thùng đôi má đỏ làm sương. Anh vùng về hình ảnh ấy vẫn vẹn nguyên, còn ghi khắc trong tim bao kỷ niệm. Ta nắm bên nhau trong khoảng trời tim biết gửi tình yêu trong xuân đến ngọt ngào. Em có nghe đất trời vào xuân tròn khúc hát vang ngân ni rộn ni giang ni bầy chim ca hót ni ơi thành ni thoát ngân ngài
sao lắng sâu đầm ý đào. Xuân đến muôn nhà như mừng hạnh phúc đôi ta. Đẹp mà lời ca xây mơ ước ta cùng nhau thì ra đi chung một ý này. Ông để cái này trên im lặng. Nhưng mà mỗi lần nó báo là nó bị bé tiếng. Em xem là để tiếng thật này không? Lời sáu đi đúng không? Cả nhà ơi nghe âm thanh vẫn ổn đúng không ạ? Chân bước nhịp nhàng mơ màng, mái tóc mùi hương, gửi niềm thương đi nói nhớ ta bên nhau. Xem. Hành phúc cho đời. Thương lắm em ơi, muốn ý lời nói sao cho thỏa ý ơi. Hết tình anh, hết tình anh trao ý người. Ánh mắt môi cười xuân về lộc biếc thêm mi xanh. Gần bên ý anh ta mãi trao cho nhau hạnh phúc ngọt mi lành. Mùa xuân đang đến bên thềm, lung linh giọt nắng ướt mềm hạt sương. Gửi cùng bao nỗi vấn vương, mừng xuân quê mẹ thân thương. Ánh mắt anh đi trao ý em về muôn hoa đua nở. Ta đón xuân sang trong nắng mai dịu dàng say đắm mơ màng trong ngàn gió mát trời xuân. Đẹp tình quân đi ta mãi sánh vai nhau cho hạnh phúc thêm gần. Khúc hát vang ngân đi dối cùng đi đón xuân tươi đẹp đi ơi. Sánh bước bên nhau đi ta sánh chung đi nhịp đi cầu chung mối duyên đầu đi. Xuân về hạnh phúc dài ở lâu ngày sau ý, duyên để thắm ta cùng nhau xây đắp mối duyên đi. Rồi, cảm ơn cả nhà mình rất nhiều. Vừa rồi là một bài hát Mùa xuân ta ngỏ lời thương hát cùng với lại nghệ sĩ Thu Hòa, nhà trợ nội. Và sau đây chúng gì làm
Và sau đây sẽ là bài hát của soạn giả Bùi Văn Nhân được mang tên Tuổi Xuân Hát Với Mùa Xuân. Xin gửi tới toàn thể quý vị. Cảm ơn cả nhà mình rất nhiều nha. Cả nhà mình đã ở đây để cùng nghe, chia sẻ và cổ vũ cho hai chú cháu. Em ơi, mùa xuân là nhạc là thơ, mùa xuân chắp cánh ước mơ của đời. Mùa xuân tươi đẹp biết bao, tình yêu đôi lứa dệt vào mùa xuân. Không có nhạc hả? Có mạc mà. Cả nhà nghe lại thế này. Chú nghe đấy có nhà không? Chú nghe đấy có nhà không? Hả? Anh như các bạn ý, tuổi xuân quê nhà lúa xanh bước bên em tràn ý chứa bao tình yêu nước và tình yêu đôi lứa nghe lòng thắp lửa anh xin hứa chọn tình quê mãi mãi chẳng phai. Thank you.
lên em những lời tha thiết đón xuân sang đẹp đi biết bao tình đẹp đi biết bao tình cảm ơn nhà mình rất nhiều ạ. Rồi, nhân cái dịp dịch này thì chắc là Duy Luyện sẽ hát tặng cả nhà mình một bài hát để chống dịch đi. Đấy, cả nhà cùng cổ vũ nhá. Bài này cũng sẽ song ca và sau đó Duy Luyện sẽ hát văn, hát một bài văn để tặng cả nhà mình. Đây là bài Chung Lòng Vì Những Mùa Xuân, bài hát chống dịch. Trong cái thời điểm này hát bài này chắc là cũng để cổ vũ cho tinh thần. Em có nghe thấy không, lời kêu gọi cả nước chung tay chống dịch, từ đồng bằng miền xuôi tới nơi địa đầu tổ quốc, đều nhất trí đồng lòng quyết ra sức cùng nhau chung tay kết đoàn, dịch bệnh sẽ qua mau. Khúc khải hoàn ca đang đến gần em à. Ở nơi xa anh hãy yên lòng vững dạ, luôn mỉm cười vượt bao tố phong ba, khó khăn nào rồi cũng sẽ qua, dịch bệnh corona rồi đây sẽ không còn nữa. Ta lại xung vầy tình yêu thêm thắp lửa, vui đón xuân về cho thỏa nỗi chờ mong. Anh gắng tâm vững vàng đi.
ngày dầm sương dãi nắng, cùng muôn người lo phòng dịch cách ly. Gian khó đâu màng anh cũng chẳng quản chi, chỉ thương em người vợ hiền lương y nơi tuyến đầu tâm dịch. Cuộc sống thanh nhàn ai chẳng yêu chẳng thích, nhưng dịch bệnh tràn về ta đâu thể ngồi yên. Cả nước đồng lòng em gác lại niềm riêng, anh gắng sức giữ gìn ta cùng nhau trong dịch. Đợi một ngày khi toàn dân thắng lợi, ta lại sum vầy trong hạnh phúc bình yên. Ta đã thương nhau ý, nguyện cùng sát vai san sẻ ơi. Chia những lo âu, những lo âu ngọt đi bùi, dịch bệnh đẩy lùi một ngày vui cũng hoan ca. Vẹn tình ta trong gian khó vẫn cùng nhau, son đi sát đi mặn đi mài. Ngày ấy không sai, mọi nhà đoàn viên sum họp đi. Ý ơi, xanh đi mai ta vẫn luôn đi nửa đi mai, vui hát chung bài quê mình chờ đón nắng ban mai. Chẳng hề phai son lẻ sắt ta có nhau, trên đi khắp chặng đường đi dài. Đấy, vừa rồi thì nhà mình đã được nghe chú Hùng hát rất là nhiều bài trò cổ hay rồi, cũng một số bài hát mới thì Duy Luyện cũng đã hát tặng cả nhà, và bây giờ sẽ là một bài hát văn để tặng cả nhà mình nhé. Cả nhà có muốn nghe hát văn không? Rồi, cả nhà sẽ được nghe bài hát Chầu Bé Bắc Lệ, hát theo phong cách của Hoài Thanh nhé cả nhà. Nhiều ạ, và chương trình của hai chú cháu buổi tối ngày hôm nay thì xin phép được tạm dừng ở đây nhá. Để một buổi sau thì sẽ lại lên để phục vụ cả nhà mình. Thế bây giờ để dành thời gian cho những người khác nữa. Sau đây thì Duy Luyện xin thay mặt cho chú Mạnh Hùng và Duy Luyện xin được cả một lần nữa cảm ơn tới toàn thể các cô bác, các anh chị và các bạn đã bớt thời gian để cùng ở đây lắng nghe và chia sẻ cho hai chú cháu. Một lần nữa thì chúc sức khỏe cả đại gia đình và chúc quý vị có một buổi tối thật là ấm áp yêu thương. Xin được trân trọng cảm ơn ạ. Và Duy Luyện xin phép được tắt lại đây nhá. Cảm ơn cả nhà mình rất nhiều.